Vâng, đây là trang cá nhân, trang Facebook cá nhân của tôi. Các bạn muốn liên hệ với tôi thì đây là link Facebook cá nhân của tôi và tôi sẽ để dưới phần mô tả. Và có các cách liên hệ khác mà chúng ta có thể theo dõi. Đó là chúng ta sẽ tìm chữ dạy piano điệu hát như thế này. Thì đây là như nhóm, đây là một group dạy piano điệu hát. Thì chúng ta tham gia ở đây và chúng ta sẽ đặt những câu hỏi ở trong đây, thì đây là nơi cộng đồng chúng ta sinh hoạt và chia sẻ. Có những cái mà chúng ta sẽ không chia sẻ ở trên YouTube, nhưng cái này chỉ chia sẻ nội bộ thôi. Và đây là fanpage của tôi, thì chúng ta có thể theo link fanpage này chúng ta cũng có thể xem được. Đây là fanpage và một kênh nữa là kênh YouTube của tôi. Đây chúng ta có thể có kênh YouTube của tôi. Thì trong kênh YouTube này nó có rất nhiều video clip. Đó, chúng ta nhìn vào đây. Đó, thì ấn vào cái phần danh sách phát này. Chúng ta nhìn trên màn hình này, có tự làm intro này, có điệu vang này, có nhạc trẻ này, có biểu diễn này. Muốn xem học sinh hoặc chúng tôi biểu diễn thì đây cây này, học sinh dốc này, hoặc là piano cover này, bí kíp hoặc tự học này. Nói chung là nó có rất nhiều các clip để chúng ta tham khảo và chúng ta học. Và các bạn vui lòng là ấn vào nút đăng ký kênh, hoặc là ví dụ chúng ta muốn học về điệu vang chúng ta ấn vào danh sách phát này chẳng hạn, nó sẽ ra và chúng ta sẽ, một là chúng ta sẽ ấn chia sẻ, ấn vào cái nút thích này, ấn nút like này, đó, ấn vào đây thì nó sẽ chúng ta vào những cái phần mà danh sách chúng ta đã thích thì chúng ta sẽ vào, hoặc là chúng ta ấn chia sẻ về từ chúng ta, hoặc ấn lưu video. Đây là cái cách để chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái video đó, và chúng ta sẽ ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những kênh của tôi. Hay chúng ta nếu mà muốn tìm hiểu thêm nữa thì chúng ta sẽ vào cái website của chúng tôi là nguyenquangpiano.com. Đó, đây là website của chúng tôi và chúng ta sẽ có thể liên hệ với tôi là rất là nhiều, qua rất nhiều kênh như này, và tôi sẽ trực tiếp tư vấn và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái kiến thức hay những cái câu hỏi của các bạn đặt ra. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh dạy đàn online của tôi. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp một số cái bài nhạc trẻ ngày xưa. Nhưng mà bài này ấy, bài là bài Tình Thôi Xót Xa. Nhiều bạn ấy thì bảo bài này khó đánh. Thực ra là nó không khó đánh đâu. Khó một bài ấy, nó không bao giờ có khó đánh, nó chỉ có cách đánh dễ và cách đánh khó thôi. Ví dụ các bạn mới vào, các bạn mới tập thì bạn vẫn đánh được nó. Nhưng vấn đề nó không hay bằng như những người đánh lâu năm như bọn tôi chẳng hạn, thì đánh nó khác, chứ không phải bài này nó khó đánh. Thì hôm nay tôi sẽ đánh mẫu là một kiểu khó, và tôi sẽ hướng dẫn, khi tôi hướng dẫn thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách đánh dễ nhất, để cho những người mới đánh được cũng có thể đánh được. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cả cái intro. Bạn nào mới vào kênh thì ấn cái nút đăng ký và ấn quả chuông ấy, để khi nào có những video của tôi thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Và bài này tôi sẽ đánh luôn ở giọng đô trưởng cho nó dễ. Hạnh phúc trôi qua tay giờ.
Đó là toàn bộ bài đấy. Thực ra tôi không thuộc lắm bài này. Đánh ở đô trưởng thì chúng ta nó hát hơi thấp một tí nhưng mà nó dễ tập hơn. Các bạn nào, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn trước là cái phần bài này, thì tôi sẽ hướng dẫn thành phần đầu tiên là phần intro. Intro thì ai có thể đánh được nhá. Phần thứ hai là phần đệm và những cái điểm nhấn ở trong bài, bởi vì bài cái nhịp của nó ấy, nó hơi đảo phách một chút. Chúng ta bị hiểu nhầm nó là bài này kiểu đánh kiểu này kiểu kia, nó hơi khó. Rồi tôi sẽ hướng dẫn cho những cái kỹ thuật ở đấy. Phần điệu ballad, bạn nào chưa biết đánh điệu ballad thì chúng ta vào kênh chúng ta tìm ở cái, hoặc là ở dưới phần mô tả tôi để là danh sách phát các điệu ballad để chúng ta tập. Thì tôi không, ở đây tôi không hướng dẫn lại điệu ballad, tôi chỉ hướng dẫn áp dụng vào như nào thôi. Bây giờ nhá, tay trái, à xin lỗi tay phải trước này. Chúng ta đánh ở chỗ này cũng được, chỗ này cũng được, miễn là ra nốt của chúng ta thích đánh ở đâu chúng ta đánh. Để cảm nhận của chúng ta, chứ chúng ta đừng có gò bó là phải đánh ở quãng này quãng kia nhé. Đầu tiên này. Đó. Một câu tiên này. Mi fa son 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 son. Đây này. Khi đánh nhanh nó sẽ thành à, thì chúng ta bạn là giỏi hay bạn không giỏi thì chúng ta đều đánh kiểu này nhé. Đó, đô trưởng rậm vào đô trưởng. Tất nhiên chúng ta chú ý cho tôi một điều này là cái tay trái này đánh nhẹ thôi chứ không phải là như thế thì nó lại kinh khủng quá. Đánh nhẹ nhàng, đạp với đàn thứ nhất đánh nhẹ này. Đó, thế thôi nhé. Và đô này hết một câu tiếp theo. Mi re son 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 đây này. Mi re son 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 đây nhá. Đấy, nó vào cái này thì đánh cái gì? Nhấn vào re này. Mi re son, mi re son son son. Thì mi re chúng ta sẽ ấn là si re son. Có nghĩa là son bass si nhé. Đó này. Lại cả hai câu nhé. Xin lỗi cả câu này đây. Một chấm rồi. Cái câu này. Cái này chúng ta đánh chậm đánh nhanh tùy chúng ta nhé, bởi vì cái đoạn đầu nó cũng đánh thoải mái, nó đánh thư giãn, đánh gian thoải mái nhé. Cái câu này một lần nữa này. Ok. Câu tiếp theo.
son 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 re do. Yeah. Mi fa son 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 re do. Rồi đổi ngón này. Fa son thì bấm như này này, nhá. Bắt đầu vào cái này, vào cái son đầu tiên này thì bấm là si dáng đô, à si dáng mi son nhá. Si dáng mi son này, thấy chưa? Đó. Đô, đến chữ đô này, nốt đô này thì chúng ta sẽ bấm là đô pha. Lại nhá này, si dáng mi son này, đến là đô pha. Yeah. Lại câu đấy nhá. Đấy, bấm nhẹ luôn nhá, nhớ tay trái bấm nhẹ luôn nhá. Cả câu này, cả bài này. Đô này, son trên si này, đô bảy trên si này, pha trên la này, đó. Lại một lần nữa chậm này. Bạn nào mà không bắt kịp thì chúng ta tua lại nhá, bởi vì tôi làm như lại nó cái video nó dài quá. Tiếp theo nhá. Đô re mi mi đô la. Đô re mi mi đô la. Thế này. Đô re mi mi đô la. Bắt đầu đến mi nhá, thì vào bắt đầu tay này bấm lên pha trưởng như này này. Pha trưởng, pha la đô này, vào này. Đô re mi mi đô la, thế là đơn giản chưa? Đây, đô re mi mi đô la, thấy chưa? Một lần nữa này. Rồi, câu tiếp theo này. Nó nhớ là nó re này, là bấm mi thứ nhá. Mi re, bấm mi thứ này. Mi re re la son. Nghe này này. Mi re re la son. Mi re re la son. Thấy chưa? Mi re re la son. Lại cả hai câu này. Tiếp theo này. La đô đô la đô re son. La đô đô la đô re son. Đây này. La đô đô la đô re son. Bắt đầu đến này. La đô đô đô, nhấn vào la này. Bấm tay bấm rê thứ nhá. Đây. Tay bên này rê thứ này. La đô đô la đô. À, thôi bấm lại. Thôi bỏ cái file bấm rê vào nhá. Cho nó dễ. La đô đô la đô.
tay này. La đô đô la đô rê sol đó. Lại một lần nữa này. Cả bài nhá. Đây bạn nào mà có kỹ thuật up bell rồi thì chúng ta sẽ chạy up bell nhé. Ví dụ kỹ thuật này thì ở trên kênh tôi hướng dẫn thì tôi không dạy lại nữa. Ok, thế là xong cái phần intro. Còn bạn nào có đánh, ví dụ bạn nào cũng biết đánh cover cao cấp thì chúng ta đánh nguy hiểm một tí, đúng không? Ví dụ như thế. Còn bạn nào mà chưa đánh được thì chúng ta vẫn thử tập đơn giản này. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai. Phần thứ hai của bài này là phần đệm. Chúng ta dùng tiết tấu ballad thì tôi ví dụ ở trong kênh của tôi có 4 kiểu nhưng tôi hướng dẫn ở đây 2 kiểu dễ nhất này. Kiểu đầu tiên này 1, 2, 3, 4 đúng không? Và kiểu thứ hai là 1 and 2 and 3 and 4. Ví dụ nhé, chúng ta không đánh phức tạp nữa thì chúng ta đoạn đầu chúng ta đánh rất đơn giản này. Từ khi quen em anh đã biết bối rồi vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chưa quên. Tại sao tôi đánh nhanh như thế? Bởi vì là cái vấn đề là các bạn phải biết tiết tấu này rồi, chứ tôi không hướng dẫn kỹ lại đâu. Tôi chỉ cho các bạn là đã biết đánh cái tiết tấu này và chúng ta có thể là chúng ta đánh được vào thôi nhé. Thế có cái đoạn mà ví dụ đã biết, ví dụ anh đã biết con tìm thì chúng ta chỉ đánh một lần nữa. Đã biết con chuyển luôn, ví dụ anh đã biết con tìm, tìm hát trước tay bên phố sau này. Anh đã biết con tìm, chúng ta vỗ tay như thế. Anh đã biết con tìm, vỗ tay xuống đàn này. Anh đã biết con tìm, chỉ chúng ta đừng đánh là anh đã biết con tìm. Đánh như thế nó giật cục lắm, nó buồn cười lắm. Còn tại sao cái trống nó đánh như thế? Bởi vì chúng nó có cả một dàn nhạc, chúng nó phối vào với nhau cơ. Chúng ta là một piano, chúng ta không làm điều đấy. Làm điều đấy phải khéo, biết phủ lỗi, biết làm thế này kia để cắt nhịp. Chứ còn chúng ta không biết làm thì chúng ta tốt nhất đánh bình thường nhé. Nếu không đánh bình thường là chúng ta sẽ bị chập nhịp. Rất đơn giản thôi. Anh đã biết con tim thế thôi. Yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Hay là cách đến thứ hai này. Từ khi quen em đó, 1 and 2 and đó. Từ khi quen em nắng hoa lá đơm lanh đắng luôn thương ngây trao em. Bạn nào chạy ngón được vào để chạy ngón này. Anh nào biết đến cái đoạn trên điệp khúc này. Nhiều bạn đã bị vất vả ở cái đoạn điệp khúc này nhá. Nó hay, các bạn hay hát kiểu này này. À các bạn hay đánh kiểu này này. Anh nào biết, giống tôi đấy nhé. Anh nào biết, anh nào có hay, ví dụ như thế. Nhưng mà chúng ta đánh kiểu đấy thì có thể là ví dụ như là anh nào biết như bình thường này. Anh nào biết đọc này. Anh nào biết, anh nào có hay, thế thôi. Mặc kệ nó cái tiết tấu nó đảo phách. Mình là người giữ nhịp, giữ phách thì mình phải giữ chuẩn cái phách. Nó đảo mình cũng đảo, thế còn gì là người giữ nhịp nữa. Đó.
anh nào biết đọc này, anh nào có hay đọc nào, ví dụ này, anh nào biết đấy, rồi anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay, giấc mộng tan lòng cay đắng nhá. Được chưa? Thì chúng ta đừng nói anh nào biết, đừng nói đừng nói giật thì rõ ràng này, anh nào biết đọc, anh nào có hay đọc đó, anh nào biết, nhớ kỹ lúc này bởi cái bài này nó hay đọc phách được một phách hai này, anh nào biết, anh nào có hay đó, chúng ta vỗ tay như thế thì chúng ta đọc lần này, anh nào biết, anh nào có hay, son phà hạnh phúc trôi qua tay, giấc mộng tan lòng cay đắng đó. Đoạn đấy là đoạn chơi hòa thanh thì chúng ta đánh luôn này, mỗi chữ một hòa thanh, lòng cay đắng khi em quên lối hẹn, lại bình thường này, lòng cay đắng khi em quên lối, khi em quên lối hẹn, cái cách đánh đơn giản nhất cho các bạn mới học có thể đánh được, chứ đừng đánh phức tạp. Mà nói thật là tôi đã chứng kiến rất nhiều người đánh bài này rồi, các bạn đảo phách xong các bạn không giả được lại phách, cho nên nó thành sai phách. Đấy là các bạn tự đánh, các bạn tự hát thôi, các bạn sai không biết thôi, các bạn người khác đố các bạn đánh được, người ta hát được, các bạn thử đánh xem. Một số bạn nếu mà bạn biết đánh rồi, bạn đánh thử xem người ta hát được không. Mình tự đánh thì nói thật là mình đánh kiểu gì mình hát được, sai đúng mình hát được. Cái ở đây là mình hướng tới là cái nhịp phách nó chuẩn, cho nên là tôi muốn cái đội điều đó. Còn hòa thanh bài này, tất nhiên cái bài này nó không thể dành cho người mới học buổi đầu tiên mà đánh được, chúng ta cũng phải có một chút gọi là học, cũng phải tập luyện vài ba tuần và cũng biết bấm một số hòa thanh rồi. Thì ví dụ ở trong cái bài này nó có một số cái hòa thanh là đô trưởng này, những cái này biết rồi, bài trước tôi đã hướng dẫn rồi. Bạn nào mà chưa biết bấm những hợp âm này ấy, thì xin mời quay lại bài người ta nói nhé. Những cái mẩu hợp nhỏ nhẹ tôi đã hướng dẫn rồi thì tôi không hướng dẫn lại, để cho các bạn tránh tình trạng là cứ học được bài này là không học được bài kia. Học theo từng bài một, mỗi bài nó sẽ có một kỹ thuật khác nhau. Các bạn hình dung chưa? Mỗi bài nó là một kỹ thuật khác nhau, chứ nó không phải là tôi hướng dẫn xong bài này là các bạn thích học cái gì các bạn học đấy. Mình phải có hệ thống. Mình mặc dù là online không vô thưởng vô phạt, các bạn cũng chẳng trả tiền cho tôi và tôi cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì đến với cái sức học của các bạn cả. Nhưng mà ở đây là mình muốn là tất cả mọi người đều có thể học được, làm được đúng. Cho nên là chúng ta nên làm như thế. Đấy, lại một lần nữa, hay là anh nào biết, anh nào có hay, thì chúng ta bấm vào thanh như thế là hay. Ví dụ tôi đẹp này, tôi đẹp nhé, anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay, giấc mộng tan lòng cay đắng khi em quên lối hẹn, lời yêu lời thương em đã quên. Ví dụ đến đây bạn nào chạy ngoan được lại chạy ngoan lên, nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như là đơn giản, rất chậm chạp. Về và anh đệm hát được đã, bấm từng đấy hòa thanh được, bấm được hòa thanh nó là hay rồi. Sau đó chúng ta phát triển được cái gì chúng ta phát triển, chứ đừng vội. Hôm trước cũng có bạn là bảo thế khó quá đây, hôm nay tôi làm bài này còn dễ hơn nữa nhé, thì các bạn cố gắng bấm nhé. Tất nhiên là cái sự thành công nó không phải các bạn học một clip này của tôi mà nó thành công, tất cả do các bạn khổ luyện. Thế có những bạn hỏi này, anh học kiểu gì, hay là ui của các anh học nhạc viện mà các anh đánh đàn giỏi thế. Học nhạc viện hay học trường khác hay là học tự do thì nó cũng như nhau hết. Các bạn mà không có 8 tiếng một ngày hay 10 tiếng một ngày các bạn tập nhé, thì đừng bao giờ nói trình độ nhạc viện. Vào đấy, vào đấy nhé, mà không tập ấy thì cũng như kiểu cái ông bình thường thôi.
đôi khi những người người ta không học hành gì cả, người ta tập luyện chăm mà người ta đánh tốt hơn nhiều ấy. Cho tôi đừng nghĩ là cứ mắc cái vác cái mắc nhập viện mới vác mấy cái mắc rời ơi đất hỡi ra. Nhiều người hỏi thế anh học trường gì, anh chẳng học cái trường gì mà sao anh giỏi thế, anh bởi vì anh khổ luyện thế thôi. Các bạn phải nhớ là mình khổ luyện nó mới thành, chứ không phải là ông học trường này ra nó thành. Các bạn có tin là nhiều thằng nhập viện ra còn đánh đàn còn như là trẻ con không? Đấy là một điều thực sự, tôi chẳng nói ai cả, nhưng mà đấy là trong đám bạn bè tôi biết có những người như thế, chứ không phải là không phải là cứ phải học đây ra kia mới giỏi. Thế chúng ta tập, quan trọng là đơn giản nhưng chúng ta tập đúng đã, chứ đừng thấy ôi dồi nó đơn giản quá tôi biết rồi, biết rồi ngày mai tôi lại tập tôi tập cái khác. Đối với đàn ấy, các bạn đánh được thì mới là biết, còn các bạn chưa đánh được đừng bao giờ nói biết. Biết đấy nhá, tôi biết nhiều lắm, tôi biết như Đặng Thái Sơn cơ, bởi vì ông đấy cũng chỉ học hơn tôi thôi tí thôi, chứ tôi có làm được như ông ấy đâu. Nhưng đừng bao giờ nói biết, các bạn cứ làm đi, đánh được đàn đi rồi biết cái gì thì biết. Và rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mà bạn nào xem clip này rồi thì chấm cho tôi một chấm, hoặc là comment hoặc ấn một cái gì đó để nó tương tác, nó đánh cái kênh của tôi nó lên trên cho các bạn tìm kiếm nó dễ hơn. Với lại nó đang bị một số cái vấn đề, bởi vì là ngày xưa tôi làm cùng với Thiên Tường thì tôi có up lại một số cái clip, tôi lấy lại clip của tôi up lại lên ấy, thì là bị cấm cờ đấy, cho nên cái kênh YouTube của tôi đang bị mơ hồ lắm, cho nên các bạn mà không cho tôi tương tác tốt là nó cũng quét sập của tôi ngay. Rất cảm ơn các bạn.